Phàm là con người á, sống ở đời có lúc bạn cảm thấy bản thân mình cực kỳ tuyệt vọng, nhiều khi á chỉ muốn nhìn lên trời cao xanh á mà nói rằng á, ông trời ơi, ông có cảm nhận được cái sự cố gắng từ con không? Mỗi ngày trôi qua chưa bao giờ là con ngưng cố gắng, con nỗ lực, con phát triển bản thân, con làm rất là nhiều việc, con chỉ mong muốn cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà con chưa bao giờ con cảm nhận được rằng là cơ hội đến gõ cửa nhà con. Dạ rồi, có bao giờ bạn tự nghĩ rằng cái nhà mình có cái cửa chưa? Ít nhất mình phải xanh cái cửa. Mình nói đi là mình phải suy nghĩ lại. Mình xanh cái cửa gì đi, mình đưa đấy. Cho cơ hội người ta tới, người ta gõ cốc cốc cốc, rồi mình mở cửa ra, mình đón cơ hội vô trong. Bây giờ cái nhà không có cái cửa mà bị đặt mớ miệng ra, cứ nói không bao giờ con thấy cơ hội tới gõ cửa nhà con. Phải tới thì có cái cửa người ta mới gõ được chứ. Trời ơi, bỏ nha. Oh.